Giáng sinh sắp tới rồi, làm sao mà quên được làm vài cái nhãn dán, mấy cái sticker hình chủ đề Giáng sinh. Đây là những hình ảnh không thể thiếu được trong mùa Noel. Cái đầu tiên thì mình vẽ dễ dễ thôi. Cái thứ hai là hai trái châu dính với nhau, vẽ xong nhìn tự tự như quả cà chua vậy đó. Hai quả đều giống nhau nhưng mà khác cái hình bên trong thôi. Xong hết rồi thì mình tô màu. Tông màu chủ đạo thì mình sẽ dùng màu xanh và màu đỏ. Lâu lâu thì cho thêm chút vàng vào. Nhìn thôi đã thấy không khí Giáng sinh rồi đó. Còn cái bông hoa này là gì ta? Thấy nhiều lắm nhưng mà không biết hoa gì hết trơn á. Có bạn nào biết tên em nó là gì không? Nhớ comment cho mình biết với nha. Vẽ cũng rất là đơn giản thôi, các bạn cứ nhìn theo mình nha. Vẽ hoa xong rồi thì mình vẽ một cái lá kế bên, cái lá nhọn nhọn như cái răng cưa như vậy nè. Sau đó rồi tô màu cũng là màu đỏ và màu xanh như nãy. Giáng sinh thì không thể thiếu ông già Noel. Bắt đầu với một chiếc nón màu đỏ tươi, một hàm râu trông thật là bí ẩn. Ủa, ở trên là râu rồi, không lẽ ở dưới cũng là râu luôn hả ta? Rồi tô màu đỏ lên cái nón ông già Noel nè. Sticker cuối cùng mình sẽ vẽ cây thông. Mình đã làm nhiều video vẽ cây thông rồi, và cây thông này cũng rất là đơn giản thôi nha. Nãy giờ là mình tô màu theo cái kiểu mà lả lơi đó. Là tô chỗ có chỗ không, chứ mà tô đẹp quá thì cũng chán đúng không? Bây giờ thì mình tô lệch lệch như vậy thôi. Nhớ là tô đều một đường đi xuống nha, chứ mà nét dọc, nét ngang, nét gì tùm lum đi. Để mà sử dụng được thì mình sẽ sử dụng băng keo hai mặt dán phía sau. Đó, chỉ cần đơn giản như vậy thôi là mình đã có một cái sticker đẹp rồi đó. Nhớ là nhấn follow mình nha.